Smart TV Casper, trang cảm xúc vượt giới hạn, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Lượt đi vòng 2 với chủ đề quá khứ chính thức khép lại. 12 đội thi đã đem đến cho The Heroes những màn trình diễn đa dạng sắc màu âm nhạc. Mỗi tiết mục là một màn lột xét bất ngờ và đặc sắc. Trong đó, 3 đội thi đã xuất sắc đứng đầu 3 bảng đấu của lượt đi và giành được quyền chọn bảng đấu cho lượt về vòng 2 với chủ đề tương lai. Đó là Shadow Group, Deja Vu và Zodiac. Đêm nay sẽ là màn tranh đấu của 4 đội trong bảng thi đầu tiên ở lượt về vòng 2. Shadow Group đã lựa chọn 3 đối thủ cho mình, đó là The Last, Homie Boy và Not Sound. Liệu nước đi này của Shadow Group có giúp team giữ vững phong độ và đem về chiến thắng tiếp theo hay không? Qua từng vòng ấy, bạn ấy như là tắc kè hoa, bạn biến hóa khôn lường. Là mọi người đúng là team mạnh. Bài này thì nó khiến chị nhảy từ đầu đến cuối. Khoa thừa nhận là Khoa đã sai. Không có đầu tư về mặt đạo của sân khấu là bạn không mừng lắm. Chúng ta đã ở trong vị thế là rapper thì phải rap thật là tốt. Có vẻ như là nó vừa đúng chủ đề mà nó cũng vừa không đúng. Chứ nếu chỉ vì sản phẩm không thì có lẽ mình chỉ nên nghe bản audio thôi. Thực sự nghe xong là tôi không động lại một chút nào với bài hát này. Chuẩn bị đến tiết mục của Pháo thì Khoa đã nghĩ trong đầu rằng à, chắc lại là một tiết mục fast slow rap và mình sẽ không nghe được gì. Khi mà mình đã đưa quá nhiều yếu tố dành cho người nghe thì mình nên càng đơn giản hóa phần điệp khúc để người ta càng nhớ lâu. Chứ mình đã tham gia vào thị trường bị muộn rồi mà mình lại tiếp tục dễ dãi, an toàn hoặc là yên lòng với bản thân. Anh nghĩ là em cần phải tập thể lực thêm đi. Ví dụ như đi show mà hát chừng 3 bài như vậy là tiêu. Với chủ đề tương lai có vẻ thách thức hơn, họ sẽ đầu tư ra sao cho những tiết mục này? Là cũng rất là khó để có thể nào mà truyền tải được thông điệp hay là viết đúng theo những cái ý tưởng mà mình mong muốn. Cũng ngược đời vả mà mình cũng tác là mình phải nghĩ là mình phải thay đổi và mình phải làm cho mình. Dạ bây giờ em đang rất là mệt ạ. Là em không còn muốn trở thành quán quân nữa. Đối với một người nghệ sĩ thì chiến thắng trong lòng khán giả mới là chiến thắng quan trọng nhất. Hãy trở lại sân khấu chính của The Heroes, gặp người dẫn chương trình Phí Linh. Chúng ta cùng bắt đầu đêm thi. The Heroes. Chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay và quý vị khán giả đang theo dõi trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng ta đang cùng đến với chương trình The Heroes, thần tượng đối thần tượng. Đây có lẽ đã là một câu chào quá quen thuộc của Phí Linh xuyên suốt 2 mùa của chương trình thần tượng đối thần tượng. Và mỗi khi bước ra sân khấu thì tất nhiên rồi, bên cạnh cái sự háo hức chờ mong những sản phẩm âm nhạc mới thì chúng tôi cũng rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán giả. Một năm mới đã đến với rất là nhiều những cái nguồn cảm hứng mới. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là các nghệ sĩ của The Heroes sẽ làm gì ở lượt về của vòng 2 với chủ đề tương lai. Nào hãy cùng với Phí Linh dành những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Lưu Thiên Hương. Yeah, feel the beat. Tiếp theo xin được giới thiệu nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Châu Đăng Khoa. Và cuối cùng một gương mặt mới của The Heroes nhưng cũng là một gương mặt rất quen thuộc với quý vị khán giả, đó chính là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Virus. Là chỉ có Virus đâu, xuất hiện trên một cái nền nhạc beat rất là sôi động như này cũng là thử thách khá là lớn đối với các vị giám khảo của chương trình. Ngoại trừ chị Lưu Thiên Hương ra thì em thấy hai người còn lại không biết có cần phải bật lại nhạc để cho mình đi ra lại không nhở? Chị nghĩ không cần đâu, trong cơ thể của họ đã có rồi. Em thử luôn cho chị xem nào. Thử luôn. Vâng, lên nhạc đi ạ. Quay đầu đi em, cần mũ bảo hiểm không? À, em cần không? Chơi. Bảo hiểm. Yeah. Phụ họa em ơi. Đúng rồi. Thôi bỏ nhạc đi anh ơi. Không được rồi. Mà như tất cả quý vị và các bạn cũng đã thấy là những cái sự freestyle ứng biến dù cho có rất là duyên dáng hay là dở nhạc của các vị khách mời khi ở trên sân khấu này thì cũng không phản ánh điều gì về cái phần nhận xét của họ. Virus, bạn đến với The Heroes lần đầu tiên cảm xúc thế nào ạ? Chào Vĩ Linh, thật sự là cũng đã xem chương trình rất là nhiều và không ngờ được nhận lời mời tham gia làm ban giám khảo. Thực sự là ngày hôm nay cũng rất là vui, hồi hộp và đặc biệt xin phép mọi người là hơi khó tính một tí. Là vì là lần trước xem là anh Khoa và chị Hương là mọi người cũng nhận xét khen hơi nhiều. Không thể nhau khi mình ngồi ở nhà mình
có vài thứ nó không ổn lắm nhỉ. Có lẽ là ngày hôm nay sẽ đóng vai trò là người hơi khó tính một tí ấy. Nói thế thì các thí sinh trong cánh gà là thôi đấy nhỉ. Thực ra là không có cái gì không ổn cả, tất cả đều đang ổn. Và việc có thêm virus trong chương trình là một thứ cực ổn. Cảm ơn bạn. Còn Châu Đăng Khoa, hôm nay em vẫn mang quạt đến trường quay. Sẽ là làn gió mát hay làn gió nóng đây? Xem hình gì nào. Cũng xui, còn tùy vào chất lượng âm nhạc của các bạn thí sinh rồi ạ. Thực ra thì có mấy tập vừa qua thì các bạn, mọi người thấy là Khoa không có xuất hiện tại chương trình. Thực ra Khoa bận phải giảm cân, phải giảm cân. Ngày hôm nay khi mà đã hoàn thành chỉ tiêu thì Khoa đã xuất hiện trở lại. Ồ, có giảm cân hả em? Có giảm cân hả em? Trời ơi, chị không nhận ra sự khác biệt cái sao chứ. Nay em bằng một nửa mỗi bữa thôi. Bằng một nửa? Vâng. Tức là giảm 0.5kg. Quý vị thấy Châu Đăng Khoa buổi tối ngày hôm nay nào ạ? Ngon. Rất ổn. Giờ này tự luyến. Và em nghĩ là chiếc quạt đó là hợp nhất để chị Lưu Thiên Hương quạt mái tóc bay bồng bềnh của mình đấy ạ. Và thực sự là sẽ cần quạt bởi vì những lời nhận xét của chị Lưu Thiên Hương là cực kỳ nóng. Nên là Khoa và Virus hãy coi chừng xem là nhỡ đâu là chị Hương chị nhận xét hết rồi là mình không còn gì nói nữa. Hay là ngày hôm nay ba chúng ta thi xem ai sẽ ác hơn, ai sẽ ác nhất. Riêng cái này thì thôi vừa vừa thôi em. Mình hơi thương thí sinh, hơi thương thí sinh. Thì cái gì thì ác nhỉ? Vâng. Thực ra làm người ác dễ hơn người lương thiện đấy. Đúng á. Và người ta nói là việc gì dễ thì mình làm trước. Chứ quyết tâm vâng. Là làm người ác đấy. Việc gì khó thì làm sau ạ. Vâng. Thế mời hai bạn. Vâng, một tràng vỗ tay một lần nữa này. Cảm ơn các vị giám khảo buổi tối hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, như những kết quả đã có được từ vòng trước, chúng ta lại có những thứ hạng mới, có những cục diện mới được phân định. Lần này chúng ta tiếp tục chia ra 3 bảng A, B, C với lượt về của vòng 2 The Heroes, thần tượng đối thần tượng. Trong đó thì những người tham gia trong bảng A trong chương trình ngày hôm nay sẽ là những team được chọn từ một trong những đối thủ nặng ký ở vòng trước đã giành được số điểm rất cao, đó chính là đội Shadow Wolf của Gil Lê. Các bạn hẳn là đang rất trông chờ những phần trình diễn. Nhưng mà chúng ta hãy dành thêm một chút thời gian để nói về chủ đề của buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là tương lai. Các anh chị nghĩ như thế nào về chủ đề này? Liệu chúng ta có nên đặt ra những cái giới hạn từ những gì mà các nghệ sĩ của chúng ta đã trải qua từ những vòng trước? Cách mà họ tìm kiếm những chất liệu quá khứ, cách mà họ khơi gợi những cái cảm hứng về quá khứ, liệu đã đủ chưa để đến vòng này chúng ta lại có những cái sự kỳ vọng tiếp theo ở một chủ đề đối lập? Chị Lưu Thuân Hương ạ. Như chủ đề trước thì Hương có nói là có một số tiết mục thì nó không rõ lắm về cái chủ đề. Thì Hương hy vọng là trong cái chủ đề này, tương lai này thì các bạn sẽ làm rõ hơn. Thứ nhất là về âm nhạc thì đương nhiên tương lai thì chúng ta sẽ có cái gì đấy mới hơn. Và thậm chí là chưa từng có thì càng tốt. Chỉ mới xuất hiện ở trong The Heroes thì hay quá nhỉ, Khoa nhỉ? Vâng, thực ra cái chủ đề tương lai là một cái gì đó nó rất là mơ hồ. Nhưng mà nó cũng rất là rộng mở. Vì vậy nên là nó vừa là một thử thách mà nó cũng vừa là giống như là cơ hội để cho các bạn giới thiệu những khía cạnh khác, những cái màu sắc khác của mình. Và hy vọng là với chủ đề Futuristic thì Khoa sẽ nhìn thấy những cái điều mà các bạn chưa từng làm bao giờ. Có thể nói là nếu như nói đến chủ đề quá khứ thì những người trẻ sẽ cảm thấy hơi áp lực một chút. Khai thác các chất liệu truyền thống như thế nào, kể những cái câu chuyện cũ như thế nào để vừa tôn trọng những cái giá trị đã đi qua mà chúng ta lại vẫn có thể sáng tạo dựa trên những giá trị đấy mà không phản cảm chẳng hạn. Nhưng với tương lai thì có vẻ như là các bạn ấy dễ dàng hơn. Vậy thì có những cái cảnh báo nào cho các nghệ sĩ của The Heroes khi đến với chủ đề này không, Virus? Đối với Virus thì chủ đề tương lai hay là quá khứ nó nằm ở vấn đề liên quan đến kiến thức âm nhạc. Thì nói đến tương lai chúng ta sẽ hình dung phần lớn liên quan đến công nghệ mới, AI, robotics hoặc là những cái sao chẳng hạn như vậy. Hoặc là đối với chúng ta cũng có hình dung với những cái thể loại nhạc như là remix hoặc là future bass chẳng hạn. Đấy là những cái chúng ta định hình về mặt cơ bản. Nhưng mà sự hay ở The Heroes đó là các bạn dựa vào cái đó và phải cho chúng tôi thấy những cái không ngờ thấy. Thì đấy là cái mà Virus mong chờ ngày hôm nay. Và không biết là với những mong chờ đó của quý vị giám khảo thì các bạn khán giả có sẵn sàng để bước vào tiết mục đầu tiên chưa ạ? Cổ vũ lớn hơn nữa đúng không ạ? Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình The Heroes, thần tượng đối thần tượng. Các nghệ sĩ công năng rất là háo hức bước ra sân khấu và ngay sau đây sẽ là tiết mục đầu tiên. Đội bắt thăm số thứ tự đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay sẽ ra trình diễn với quý vị khán giả ngay bây giờ chính là The Last với Annie và Mickey. Hello con gái, thi thử sao rồi con? Mẹ biết, ba mẹ biết con thi cuộc thi lớn này rất là áp lực. Nhưng ba mẹ tin con gái của ba mẹ chắc chắn sẽ thi tốt. Con ráng cố gắng
tập luyện, ăn uống thật đầy đủ để đạt được kết quả tốt nha. Thật ra là bình thường ở nhà thì con không phải là một người mà hay nói hay là thể hiện tình cảm gì quá nhiều, nhưng mà con luôn biết là nhà mình lúc nào cũng động viên cũng như là ủng hộ những cái quyết định cũng như là cái đam mê của con. Giờ em gì tốt mà con gái. I love you con. Yêu. Thank you mommy, daddy. Bây giờ con đi thi đây. Bye bye. I'm your girl, call me Annie. Annie. Make for em, get your body. Tiếp câu chuyện cho tim ly kỳ. Dừng ngay công việc đang làm, bỏ tâm mắt vào independent. Nhìn xa xa bờ vai nắng tóc, oh yeah I like it. Là do chocolate, nó sẽ all like a beauty. Cứ phải gọi là cưng cưng, cứ dạy like it. Mấy con chim săn mồi chỉ sợ tên anh là Jimmy. Thấy không khí trường quay vừa rồi thế nào, sôi động không ạ? Yeah, và chúng ta mời quay trở lại sân khấu Team The Last với Annie và Mickey. Yeah. Chúng tôi phải có một cái khoảng thời gian mặc dù là ngắn ngủi thôi khi mà đạo cụ ở sân khấu rút đi để cho Annie có một cái thời gian để thở, gọi là hồi sức lại sau màn nhảy rất là bốc lửa và sôi động vừa rồi. Cảm giác của em bây giờ như nào? Dạ bây giờ em đang rất là mệt ạ. Đang rất là mệt, nhưng mà nãy em thi thì được mọi người cổ vũ rất là nhiều cho nên là em rất là sung. Nhưng mà xong rồi thì thấy hơi mệt. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cổ vũ cho Team The Last. Thế còn Mickey, với cái chủ đề chương trình đưa ra là futuristic, tương lai đó, thì em giải đề như thế nào trong phần bài hát này của em? Dạ phần future, về phần tương lai đó, thì em đã cố gắng cho những cái thứ mà âm thanh hoặc là kỹ thuật mixing theo hướng tương lai hơn, hướng hiện đại. Và cụ thể như thế nào thì chắc là phải nghe những lời nhận xét của các vị giám khảo trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Anh Châu Đăng Khoa,
Thì anh thực sự rất là thắc mắc những cái đạo cụ mà em mang lên sân khấu thì nãy thì nó có ý nghĩa gì không? Tại vì mình không thấy được sự tương tác giữa Annie cũng như là dancer với những cái đạo cụ đó. Thì thật ra là do là vòng này là chủ đề về tương lai cho nên là thì bọn em muốn sử dụng một cái ngôn ngữ nó mới hơn một chút xíu. Tại vì khi mà nhắc đến tương lai thì mọi người thường sẽ nghĩ đến người máy robot. Khi mà em với lại cả chị biên đạo Lan Nhi và mọi người ở trong team tham khảo thì thấy là những cái ý tưởng nó đã làm rất là nhiều rồi và bọn em cũng hơi khá là hoang mang về phần này. Cho nên là lần này em đánh liều em dùng một cái ngôn ngữ của cộng đồng LGBT, tại vì em thấy là cộng đồng LGBT cũng được mọi người ủng hộ càng ngày càng nhiều hơn. Em hơi đánh liều một xíu, em đưa vào bài hát này để cho nó mang một cái gì đó nó hơi mới lạ một xíu. Và những cái đạo cụ ở trên sân khấu thì nó chỉ dạng như là những cái hóa thạch à, và bọn em là những người mà ở cái hành tinh khác, cho nên là cái ngôn ngữ bọn em cũng khác. Và bọn em đáp xuống trái đất này thì bọn em vô tình gặp một cái anh trai vậy đó. Thì mình thích nhưng mà mình vẫn gọi người ta là theo cái ngôn ngữ của mình. Cái idea của bọn em là người ngoài hành tinh chứ không phải người ở trái đất. Cho nên là khi mà bọn em nói chuyện ra thì nó cũng là một cái ngôn ngữ khác luôn. Vâng ạ, nghe lời giải thích thế nghe cũng thấy hợp lý đúng không ạ? Gần như là Annie chưa bao giờ làm cho Khoa thất vọng. Lần nào Annie cũng rất là hết mình luôn. Và Khoa nhìn thấy được cái sự khát khao và cái nhiệt huyết của Annie ở trong đó. Nhưng mà anh nghĩ là em cần phải tập thể lực thêm. Ví dụ như đi show mà hát chừng 3 bài như vậy là tiêu ha. Cảm ơn hai em rất nhiều. Cảm ơn Khoa. Mình rất là muốn nghe nhận xét của Virus. Đối với Virus, phần trình diễn này Virus sẽ đánh giá trên nhiều khía cạnh. Đó là liên quan đến phần trình diễn này, liên quan đến trang phục này, liên quan phần beat này, chọn bài này, phần lời và ngay cả phần thể hiện trực tiếp sân khấu. Đầu tiên đó là mình nói về phần thích trước nha. Thì Virus rất là thích cái cách mà các bạn xử lý về phần liên quan đến vũ đạo là một. Thứ hai là tôi thích cái trang phục của bạn với găng tay, với cái kính và đặc biệt là cái dancer có cái dàn kính đấy. Là tôi đã nhìn ra một vài cái ý đồ liên quan đến tương lai, tôi ghi nhận cái chuyện đó. Thứ hai đó là về phần liên quan đến cái phần melody của bài hát và phần beat là tôi rất là ưng. Ưng ở chỗ đó là phần beat thì tớ nhận ra được cái sao bạn sử dụng, nó khá là ổn. Nhưng thực ra mà nói về phần bố cục bài hát, tớ chỉ có góp ý là nếu mọi người để ý thì cái bài hát này mọi người sử dụng đúng một bố cục từ đầu đến cuối. Nếu như mọi người tinh ý hơn, chỉ cần break down xuống, mình làm một cái version nhỏ khoảng 1-2 ô nhịp thôi, mà nó slow down xuống mà bạn rap chay, thì có lẽ cái khoảng lặng đấy nó sẽ ghi nhận nhiều hơn. Thứ ba đó là phần liên quan tới melody. Thì nếu như mọi người để ý thì cái melody này là melody khá là thịnh hành, thì đây là cái điểm cộng của mọi người. Nhưng bù lại thì cái phần hook liên quan đến cái điệp khúc thì thực sự theo tới là không ổn chút nào. Là bởi vì khi mà mình đã đưa quá nhiều yếu tố dành cho người nghe, tức là người được tiếp nhận sản phẩm, thì mình nên càng đơn giản hóa phần điệp khúc để người ta càng nhớ lâu, nó tốt hơn. Nhưng nếu mọi người để ý thì cái phần hook sẽ là cộng không cong, không cộng thì thích cong, tức là nó quá là biến đổi. Giá như mọi người chỉ cần giữ một câu đó là cộng không cong, trải dài hook thôi, là nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Mình chỉ việc chọn hoặc là phần này hoặc là phần kia, thiết tuyệt đối không được tham lam. Mà chính phần tham lam mà làm cho cái bài hát này khi mà tớ nghe xong tớ bị trôi luôn. Tớ rất là thích cái giai điệu, tớ thích cái beat, tớ thích màn trình diễn ở đấy. Nhưng thực sự nghe xong là tớ không động lại một chút nào với bài hát này. Cho nên đây là một cái kinh nghiệm để bạn chọn bài hát hoặc là xử lý bài hát. Và cuối cùng là phần liên quan đến cái concept. Đúng là như anh Khoa hỏi thì tớ mong chờ một cái phần thể hiện sân khấu khác biệt hơn ngoài vũ đạo nữa. Tại vì tớ chỉ thấy bạn ở center thôi. Đây là điều tớ hơi bị buồn một chút. Đó là giá như bạn có sự tương tác bên phải và bên trái hoặc với đạo cụ, thì nếu bạn tinh tế một chút thôi, không cần phải nhảy từ đầu đến cuối bài, nó đã tuyệt vời hơn hẳn rồi. Bởi vì đây là một phần live perform, nó rất là được đầu tư nhiều yếu tố. Và bạn chỉ ở center không, đấy là một việc hơi nhàm một chút. Và vì tớ không chỉ muốn xem bạn nhảy không, tớ muốn xem bạn biểu diễn sân khấu, tớ muốn xem bạn làm nhiều thứ khác nữa. Và đó là toàn bộ nhận xét tớ. Cảm ơn mọi người. Dạ, em cảm ơn. Hay quá Virus. Mà xưng tớ cũng hay nữa. Hai người ở ngoài là có quen biết gì không nhỉ? Không. Virus cứ gặp mà người bạn mới là sẽ xưng tớ cậu hay tớ bạn vậy hả? Đấy là quen ngay từ ấy, là gặp người mới là toàn tớ với cậu là cho thân thiết. Hay quá, hy vọng là sau này sẽ có thêm thân thiết để mà react tương tác thêm với những video từ The Heroes được không ạ? Dạ được ạ. Vâng ạ. Nãy xin giờ mời chị nghe thêm hơi ạ. Nhiều thì chắc là chị Hương chê thì chị Hương hơi khác với lại Virus một chút xíu. Đó là trong khoảng lặng đấy chính là cái đoạn C của bạn. Cái khoảng lặng đấy thì mình đã thấy bạn đã quỳ xuống và bạn đã làm một cái gì đó là tôi rất là chú ý về cái khoảng lặng đó. Trong một ca khúc thì như thế đối với chị Hương thì là đủ rồi. Đủ khoảng lặng rồi và nó sẽ đẩy cái điệp khúc của bạn ở cái sau rất là tốt. Đến bây giờ thì cái melody vẫn văng vẳng ở trong đầu chị. Nó rất là catchy. Chị Hương lại rất thích những người thích chơi chữ.
và phải để cho người ta bàn tán về cái ngôn từ của mình. Thì đấy là một cái quan điểm riêng của chị. Virus cũng có quan điểm riêng của bạn, thì em cứ thử tiếp thu cả hai ý kiến xem. Nhưng với chị Hương ấy, những cái gì người ta đã chơi rồi, người ta đã làm rồi thì mình không làm nữa. Một loạt chữ cộng, cong, không cộng, thích cong, cộng cong. Với một người mà thích chơi khó như chị, chị sẽ ngồi chị nhầm, chị thuộc bằng được cái câu này trong kể cả một ngày luôn. Đó. Thì nó là một cái gì rất là hay, thú vị đối với chị Hương, đối với một góc nhìn của chị thôi nha. Và bài này thì nó khiến chị nhảy từ đầu đến cuối. Gu âm nhạc chị là trap hip hop, chị rất là thích. Và bọn em làm rất tới. Trong các cái vòng trước thì chị thấy là em hay trưng trổ về cái quãng cao, nhưng trong cái bài này em lại rất ít. Chỉ có đoạn cuối cùng em làm một xíu thôi, nhưng còn lại là tất cả các cái nốt trì chung nó rất ăn vào cái beat. Nó làm cho người ta muốn nhảy, nó không có quá phức tạp. Nghe cái mình muốn enjoy, mình muốn nhảy luôn. Thì đây là một cái thành công của tiết mục này. Và chị phải khen cái bạn producer làm cái bản phối và cái beat rất là hay, nghe nó đầy đặn và nó có cung bậc đàng hoàng. Chúc mừng các em. Cảm ơn chị. Xin được cảm ơn các vị giám khảo. Và tôi cũng thực sự là rất là khâm phục cái nỗ lực của bạn. Bạn lúc nào cũng tiến về phía trước, lúc nào cũng cố gắng hết sức mình. Tại sao lại chỉ nhảy thôi, tại sao lại chỉ đứng ở giữa sân khấu thôi? Bởi vì là quá tập trung vào cái phần trình diễn của mình. Và lúc nào cũng muốn liên hoàn những cái phần vũ đạo để cho tiết mục của mình tốt nhất trên cái kinh nghiệm 10 năm đã tham gia trên những sàn diễn vũ đạo. Cảm ơn Annie một lần nữa. Và một câu hỏi trước khi mà bạn rời sân khấu này, tôi muốn hỏi bạn là đối thủ mà bạn sợ phải gặp nhất ở trong The Hero sẽ là đội nào? Đợi xíu em hỏi team cái. Producer em trả lời là team nào cũng sợ hết. Team nào cũng sợ hết là trời ơi. Thật ra là team bọn em cũng đã gặp rất là nhiều đối thủ rồi, nhưng mà có một đối thủ mà em cực kỳ tò mò và em chưa gặp phải, đó chính là team Queen. Và em nghĩ là team đó là team mà em cảm thấy tò mò nhất. Tại vì những cái thông tin về team đó là hầu như là em không biết một cái gì hết. Không phải một mình em mà tất cả mọi người đều không biết. Mà một cái team mà mình không biết rõ về người ta là mình sẽ không biết là người ta mạnh về gì và yếu về gì. Cho nên là em nghĩ là chắc là team Queen sẽ là team mà em sợ nhất á. Một lần nữa xin được chúc mừng The Last. Mới vừa diễn xong thì bây giờ cảm giác của mình rất là đã. Nhưng mà hơi mệt chút nha mọi người, tại vì nhảy quá nhiều và đây là lần đầu tiên mà mình rap á, cho nên là mình cũng chưa có kinh nghiệm nhiều lắm. Đến cuối bài thì cũng hơi đuối tí xíu, nhưng mà không sao, mình cũng đã hoàn thành tốt phần trình diễn của mình rồi. Và bây giờ sẽ là 30 giây để cho quý vị bình chọn. 30 giây, bắt đầu! Năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón nghệ sĩ tiếp theo sẽ bước ra sân khấu của The Heroes Idol Camp. The Heroes. Phần trình diễn tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay sẽ đến từ Homie Boys với Khoa và Nghị Martin. Chúng ta sẽ cùng xem là Khoa có còn giữ cái hình ảnh đáng yêu, nhí nhảnh và hơi xấu trai một chút của mình hay không trong một tiết mục buổi tối ngày hôm nay mang đến trường quay của The Heroes có tên gọi là Anh là dân chơi. Yêu cho mặn nồng, đừng có làm con tim anh đau nhói. Em là gái độc thân chưa có chồng, gặp đúng anh đây trai tân mình chung lối. Từ lúc lên thành đô em đẹp yêu kiều, chỉ ngắm em một giây anh đã yêu nhiều. Vì thế nên lẻ tay anh phải hộp liền, rồi dắt tía má qua hai mình nên duyên. Đám cưới đồ tan cho em trăm cây vàng, sắm bộ sari cho em lung linh như bà hoàng. Nói hơi khoe chứ anh yêu em là thật, nhớ đi về với anh em đâu cần lo chi vật chất. Gucci LV bán hai lô đất, cái thêm cộng dây chuyền làm em ngây ngất. Cái gia đình vui cười không lo chật vật và không lăng nhăng, một mình em là nhớ. Vậy thì anh lo về nhà thứ má thích chuyện đôi ta. Em đây con gái chẳng thích khoe khoang hay đua đòi, chỉ cần mỗi sáng anh dắt đi chơi đến chiều ta. Đêm về ấm áp căn phòng chỉ riêng hai chúng ta. Thôi, vợ nói vậy, đám
vẫn cứ đưa tan cho anh trăm cây vàng. Sắm một xa đây cho em luôn như bảo hoàng. Nói hơi quen chứ anh yêu em là thật chớp. Đi về mấy anh em đâu cần lo chi vật chớp. Buông xì eo vì bán hai lô đất. Có thêm cổng dây chuyền làm em ngây ngất. Có gia đình vui cười không lo chập vật. Và không lăng nhăng một mình em là nhớ. Anh là dân chơi, anh là dân chơi. Anh là dân chơi tỉnh lẻ. Anh là dân chơi, anh là dân chơi. Anh là dân chơi tỉnh lẻ. Anh là dân chơi, anh là dân chơi. Anh là dân chơi tỉnh lẻ. Anh là dân chơi, anh là dân chơi. Anh là dân chơi tỉnh lẻ. Anh là dân chơi, anh là dân chơi. Nếu yêu cho mạng nồng, đừng có làm con tim anh đau. Em là gái độc thân chưa có chồng, gặp đúng anh đây trên tân mình chung. Từ lúc lên thành đô em đẹp yêu kiều, chỉ ngắm em một giây anh đã yêu nhiều. Vì thế nên lẽ tay anh phải hộp liền, rồi dắt tía má qua hai mình nên duyên. Đám cưới đưa tan cho em trăm cây vàng, sắm bộ xa đây cho em lung linh như bà hoàng. Nói hơi khoe chứ anh yêu em là thật. Về với anh em đâu cần lo chi vật chất. Buông xì eo vì bán hai lô đất. Có thêm cọng dây chuyền làm em ngây ngất. Có gia đình vui cười không lo chợ vật. Và không lăng nhăng một mình em là nhất. Vậy thì anh lo về nhà cứ má tất chuyện đôi ta. Em đây con gái chẳng thích khoe khoang hay đua đòi. Chỉ cần mỗi sáng anh dắt đi chơi đến chiều ta. Đêm về ấm áp chẳng còn chỉ riêng hai chúng ta. Ôi là trời, đưa tan cho em trăm cây vàng, sắm vào xa đây cho em lung linh như bà hoàng. Nói hơi quen chứ anh yêu em là thật nhất. Đi về với anh em đâu cần lo chi vật chất. Luôn xì eo vì bán hai lô đất. Thêm cọng dây chuyền làm em ngây ngất. Cái gia đình vui cười không lo chật vật. Và không lăng nhăng một mình em là nhớ. Anh là dân chơi, anh là dân chơi. Anh là dân chơi tỉnh lẻ. Anh là dân chơi, anh là dân chơi. Anh là dân chơi tỉnh lẻ. Anh là dân chơi, anh là dân chơi. Anh là dân chơi tỉnh lẻ. Anh là dân chơi, anh là dân chơi. Anh là dân chơi tỉnh lẻ. Khoa Nghị Martin và một người bạn rất là dễ thương, bé xíu. Dễ thương quá. Khoa chia sẻ một chút về cái phần trình diễn này và lý do vì sao mà em mời bé xíu tham gia chương trình ngày hôm nay. Ca khúc này là thì mọi người nghe, mọi người cũng biết đó là Dân Chơi Miền Tây. Đó là một cái anh chàng không phải là nửa mùa nhưng mà anh này có tiền. Nhưng mà ở dưới miền Tây lên thì mình phải chinh phục ở bên ngoài không, mình chinh phục tâm hồn của bạn từ bên trong. Nên em chọn bạn Nhi để tham gia tiết mục của em. Em chia sẻ một chút về cái trải nghiệm tham gia The Heroes cùng với Khoa. Khoa khi mà làm việc với em là một người như thế nào? Dạ, cho em xin chào ban giám khảo, cho em xin chào tất cả mọi người ở đây. Dạ, em là Trần Thị Vé Xíu, em cao 1m47, em nặng 74kg. Em là nghe nhạc của anh Khoa lâu rồi, cũng như em là fan của anh Khoa. Mà hôm bữa vô tình anh Khoa mời em xong cái em nghe mừng quá em nhận lời luôn. Em rất là hồi hộp và em sợ là bản thân em họ không có trình diễn đúng để cái phần thi của anh Khoa không có ổn. Cho nên là mấy nay em rất là lo. Hồi tối em ngủ mà em nằm mơ em thấy bữa nay em đi thi mà được người ta khen quá trời luôn. Không biết có ai khen không nữa. em rất là run. Em mong là tất cả... Em mong tất cả mọi người ở đây sẽ ủng hộ anh Khoa và tất cả các anh chị đều thi, ai cũng được quán quân hết. Cảm ơn mọi người. Dễ thương bé xíu. Nghị Martin, Linh Thái Lanh lại tiếp tục làm mới mình nữa. Này Khoa, thấy cho bộ đồ hơi nóng. Thế âm nhạc lần này thì có đưa một chút xíu gọi là những cái âm thanh của disco, một vài những cái nhạc cụ guitar kiểu classic vô để cho nó nghe nó có cái gì đó nó kiểu vừa cũ vừa mới. Nó đúng với tính chất của bài em ơi, có nghĩa là kiểu nó rất là chơi nhưng mà nó là cái gì đó nó mộc mạc miền Tây. Thì em nói với anh Nghị những cái idea đó thì anh Nghị đã làm ra cho em một cái beat hoàn thiện như em đang trình diễn cho mọi người thấy. Tức là để mà soi thấy cái mới là phải đặt nó trong những cái cũ thì mình mới thấy đâu là cái mới đúng không? Xin mời những phần nhận xét của giám khảo ạ. Khi mà nghe những giai điệu đầu tiên vang lên thì Khoa lại nghĩ ngay là cái bài thi này của Khoa và Nghị có vẻ như là nó vừa đúng chủ đề mà nó cũng vừa không đúng. Thực ra mình lựa chọn một cái thể loại funky disco như thế này thì nó mang cảm giác OG nhiều hơn là futuristic. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nói tiếp là âm nhạc nó cũng giống như thời trang vậy á. Nó sẽ cứ xoay vòng liên tục. Và trong future, trong tương lai thì chắc chắn là disco cũng sẽ quay trở lại một lần nữa. Vì vậy nên là có thể nói là nó vừa đúng chủ đề, nó cũng vừa không đúng chủ đề lắm. Đó là cái cảm giác ban đầu của Khoa khi nghe.
Khoa chỉ tiếc một cái điều là khi mà đã làm disco nhưng mà mọi người lại không khai thác vào cái phần bè cũng giống như là phần applet, nó rất là tiếc luôn. Có nhiều những cái bè mà làm cho cái màu sắc disco nó rõ nét hơn, úa bà này kia cái nọ, nó có cái nhịp disco trong đó, nhưng mà mọi người lại gần như là không khai thác cái phần này, và đây là một cái điểm trừ. Lẽ ra mọi người phải làm cái phần này nó kỹ lưỡng hơn và nó chi tiết hơn thì đây sẽ là một tiết mục rất là hấp dẫn và hoàn hảo hơn rồi. Xin cảm ơn mọi người. Còn lại là phải cảm thấy là kỹ năng trình diễn sân khấu của Khoa ngày hôm nay đó là giống như bước thêm một cái bước tiến mới rất là xa rồi. Tại vì là chơi với nhau chắc phải 10 năm rồi nhưng lần đầu tiên em thấy bạn em nhảy luôn á chị. Nhảy cũng dữ nha. Nhưng mà hay lắm chứ. Hay. Trong các vòng luôn luôn là giữ được cái style riêng ấy. Đúng rồi, cái năng lượng của mình. Lúc nào cũng là khác biệt so với các team khác đấy. Khoa chỉ muốn góp ý một tí vậy thôi, chứ còn lại là cái quan trọng là cái nguồn năng lượng mà các bạn mang lại cho mọi người rất là vui vẻ. Với một cái bài rap này thì chị thấy cái beat này nó rất là mới, nó mới mẻ so với chất liệu. Khoa là cái người rất là thông minh để biết được mình làm cái gì. Bởi vì chị cũng theo dõi Khoa rất là nhiều, đặc biệt là đây là vòng thứ 3 rồi. Chị đã thấy rõ được là em đã có một cái gu nhất định, em đã định hình được cái phong cách của em. Và cái hay nữa là em gặp được một producer nó phù hợp, rất là phù hợp với em. Với cái cách mix, cách làm beat rất là mới. Khoa sẽ là một cái nhân tố rất là đặc biệt ở trong The Hero năm nay. Và cả thì hôm nay á, em cái gương mặt của em nó nhiệt huyết, đam mê kinh khủng luôn, yêu lắm ấy. Đặc biệt là cái động tác cuối cùng của em nó đầy đam mê, nó đầy nhiệt huyết. Đó. Hôm nay em là góp phần rất là lớn trong cái sự thành công của tiết mục này. Chúc mừng các em. Hỏi thêm Khoa xíu là đã bao giờ là có nhiều cây vàng trong người, được đeo nhiều vàng như vậy chưa? Dạ chưa, thật sự thì do tính chất của cái bài hát này nó phải là như vậy nên em mới sắm tinh tinh để cho nó tỏa sáng thôi, chứ thật ra là ở ngoài không dám đeo gì đâu. Dễ thương. Virus ạ, xin mời những nhận xét của bạn. Cảm ơn mọi người với phần trình diễn rất là vui, thú vị và tuyệt vời như vậy. Đặc biệt là bạn nữ bạn Nhi rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Quay trở lại với Khoa thì Virus cũng đã rất là thích Khoa trong những cái sản phẩm trước. Đã biết Khoa khi mà làm với các nghệ sĩ khác. Cái mà Virus thích đầu tiên đó là không biết là tình cờ hay là ngẫu nhiên. Thì mọi người mặc dù là chỉ cho guitar gỗ hoặc là sound disco vào, nhưng mà cái phần bass đánh là tăng thì cái flow của cái bần bass làm cho Virus rất là thích. Nó vừa funky, nó vừa giống như chúng ta tưởng tượng ra một cái âm nhạc được gọi là cyberpunk, tức là âm nhạc trong tương lai, một cái thành phố toàn robot không. Thì đấy là cái phần mà Virus rất là thích. Nhưng mà đúng như anh Khoa nói là thiếu, thực sự thiếu. At least nếu mọi người thêm vào nó sẽ ra đúng concept của tương lai hơn. Thì cái đấy phần đấy nếu như lần sau mọi người định làm hoặc muốn làm thì như vậy sẽ thú vị hơn nhiều. Thứ hai đó là Virus thích lúc mà mọi người tạo hình ngôi nhà với cái vũ đạo, đây là phần rất là thích, rất là bất ngờ. Nhưng mà thực sự là mong chờ nhiều hơn. Tại vì biết là đây là phần mạnh nhất của Khoa rồi. Cách làm màu nhạc miền Tây rap chủ đề này, phần hook rất là bắt tai. Nhưng thực sự nếu để nói đây là một phần trình diễn của The Heroes thì Virus mong chờ nhiều hơn. Thứ nhất, không có đầu tư về mặt đạo cụ sân khấu là Virus không mừng lắm. Thực sự là hơi tiếc. Đây là chia sẻ thật thẳng thắn để mà nếu như mình có vòng tiếp theo thì Khoa để ý thêm một chút xíu vào đấy là ok. Tiếp theo nữa đó là các cái phần liên quan đến trang phục đạo cụ, nó lại không dính đến phần concept lắm. Virus biết là Khoa làm quá tốt rồi với màu nhạc này, với thể loại này. Nhưng thực sự là Virus mong chờ một cái gì đó nó nổi bật hơn. Điều này sẽ tốt cho Khoa trong tương lai hơn với thị trường âm nhạc bây giờ. Tại vì nếu mình chỉ làm với màu nhạc người ta sẽ sẵn sàng nghe, người ta định hình trước như bây giờ, mà không có sự can thiệp mới về mặt công nghệ hay mặt phối khí hay mặt trình diễn thì nó sẽ hơi bị giảm điểm. Thì Khoa chú ý phần đó, còn lại mọi thứ rất ok. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thật sự thì những cái gì mà Khoa đem đến sân khấu The Hero này đó là những cái gì mà thật nhất của Khoa. Tại vì Khoa vào nghề nghệ thuật này rất là sớm, đi hát năm 2011 lận. Rồi sau đó đến một thời gian sau bắt đầu Khoa mới chuyển qua làm đạo diễn. Rồi sau đó viết nhạc, tự mình viết nhạc rồi tự mình làm MV, rồi vô tình nó lại được khán giả chú ý đến. Và còn làm những nghề khác nữa đúng không? Dạ, rất là nhiều. Hình như là xưa Virus có làm chung công ty với Khoa. Nói chung là em làm rất là nhiều thứ. Thì dường như là em làm cho người khác không mà em không có làm cho em. Đến khi mà em bị quay lưng á, có nghĩa là em bị mất hết. Rồi em mới suy nghĩ lại cho mình tại sao mà nguyên một cái khoảng thời gian đó mình lại làm cho người ta nhiều quá, mình không nghĩ đến bản thân của mình. Chắc nếu mà ai cũng từng biết em 4 năm trước thì em rất là thẩu thả với cái bản thân của mình luôn á. Có nghĩa là em không quan tâm đến bản thân mình, em không quan tâm gì đến em đó. Em toàn lo nghĩ cho người khác không à. Bạn này khó khăn quá, mình giúp bạn này đi. Bạn này có tiềm năng, bạn kia có tiềm năng, mình giúp thôi. Nhưng mà đến một giai đoạn là mình nghĩ là mình phải làm cho mình thôi.
Rồi mình phải nghĩ là mình phải thay đổi và mình phải làm cho mình. Đến giai đoạn mình phải làm cho mình rồi, mình không thể nào mà mình bỏ cái điều này được. Em đã từng làm một cái team đó là Homie Boy, chắc ở đây ai đã từng theo dõi như mọi người cũng đã biết rồi. Hồi ngày xưa thì tụi em làm là chỉ vì đam mê âm nhạc thôi. Mình chỉ biết đem âm nhạc đến cho tất cả mọi người thôi. Nhưng mà đến một giai đoạn nhất định thì cái đồng tiền nó quá lớn. Do cái đồng tiền á, nó làm tất cả mọi người bị chia cách với nhau. Nên khi mà em thấy được cái điều đó là nghĩa là mình phải nhìn nhận lại mình đang làm đúng hay sai. Rồi từ cái cú tát đó làm cho em phải thay đổi. Mình phải nghĩ cho mình nhiều hơn, mình phải làm cho mình nhiều hơn. Thì từ đó em mới thay đổi bản thân mình và đứng trên sân khấu này để có một khoa như ngày hôm nay. Và chính vì cái sức mạnh ở bên trong, mình không phải ai thôi thúc, không phải là ai bắt mình đi thi hết, cho nên là Khoa phải cố gắng hơn gấp 2, gấp 3 lần để khẳng định mình. Rồi. Thì thật sự là những cái đó thì em không có trách ai chứ. Em chỉ biết là cảm ơn những cái người đó tạo cho em một cái động lực rất là lớn để cho em có được em ngày hôm nay. Yeah, một tràng vỗ tay cho Homie Boys. Thực sự là Virus đang muốn Khoa khắt khe hơn với bản thân mình. Vì Virus thấy được cái trong ánh mắt của Khoa cái sự nhiệt huyết với âm nhạc. Nhưng để mình có một vị trí đứng rõ ràng thì thực sự mình phải cực kỳ khắt khe với mình. Mình phải khó tính với mình hơn nữa thì mới kịp. Chứ mình đã tham gia vào thị trường bị muộn rồi mà mình lại tiếp tục an toàn hoặc là yên lòng với bản thân thì đấy là điều Virus không muốn Khoa. Thật sự thì Khoa bước vào cái chương trình này thì mỗi một vòng á thì Khoa đều lắng nghe những nhận xét. Đó là cái hành trang cho Khoa để sau này Khoa bước tiếp trên con đường sắp tới. Đó là cái mà Khoa cần lắng nghe nhất từ tất cả mọi người. Và Khoa hãy nhớ lên trên con đường của mình có anh Nghị đi cùng nha. Yes. Yeah, và buổi tối ngày hôm nay cả hai anh em đều super cool. Trên hành trình của Khoa chắc chắn là sẽ có anh Nghị đi cùng, nhưng mà còn có Châu Đăng Khoa nữa nha. Yeah. Bạn tôi. Thank you, xin cảm ơn Châu Đăng Khoa. Một lần nữa xin được cảm ơn Homie Boys. Thật sự thì cảm thấy rất là thoải mái khi mà đã hoàn thành trọn vẹn ca khúc. Khi mà mình bước vào đây thì mình tích góp những cái gì ý kiến của ban giám khảo để mình hoàn thiện mình hơn. Có thể là những cái dòng sau thì Khoa với anh Nghị sẽ có những cái gì đó nó đột phá, nó mới mẻ hơn để cho hiểu được cái tính chất và cái bên trong của anh Nghị nó như thế nào. Bên trong anh Nghị rất là chơi, rất là chất á. Vâng, và khi mà các nghệ sĩ đi vào trong nghỉ ngơi thì bây giờ đến lượt chúng ta làm việc. Đó là phần bình chọn ở trong trường quay với 30 giây dành cho quý vị khán giả và giám khảo. 30 giây bắt đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón nghệ sĩ tiếp theo sẽ bước ra sân khấu của The Heroes Idol Camp. The Heroes. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình The Heroes, thần tượng đối thần tượng. Và bây giờ quay trở lại The Heroes, một nhân vật mà chúng tôi luôn luôn mong chờ cô gái này bước ra sân khấu với tuổi trẻ, với niềm đam mê âm nhạc, với cá tính, với độ chất trong mỗi lần cô đi flow với những câu rap của mình. Hãy cùng chào đón Not Sao với Pháo và Steri. Để chỉ biết cô đơn, chờ chọi, bỗng chốc ta lại chóng cười. Tại sao đến một ngày thì không còn bóng người? Do ta cố chấp hay chặn đường rút ngắn nên ta lại chóng lười? Cố nấp sau những tên định bợ và rồi lại đổ những cơn thịnh nộ vào những người thân và những người bên mình. Là một ngôi sao sáng họ chưa quên, ta lại quên mình. Quên mất bản thân là ai, quên đi những người ở lại, quên đi những người anh em đã sát cánh mỗi khi gặp trở ngại. Và ta lại có ai vào đây đã đâu? Không gian tối đen.
mới quay cuộc trên bãi cỏ hòa, muốn tự mình khám phá những con đường ta từng bỏ qua, muốn đứng trên sân khấu 57 trở thành quán quân, muốn tự đi chặn đường của mình mà không một ai được ngáng chân, muốn đi lên Lũng Cú hoặc đỉnh núi trên Cao Bằng, thanh xuân của ta thật đẹp với người khác họ làm sao bằng, cuộc sống của ta vốn tự lo, ta chỉ cần được tự do, không cần có một ai, vì chăm chỉ thì không sẽ tự có một ngày đến trường mà không một lời dè bỉu, một ngày đến trường mà họ sẽ không còn lôi tôi ra chế giễu, ai cũng muốn được sự bình yên, tôi thì không phải ngoại lệ, tôi ước tôi có thể làm tất cả những gì tôi muốn mà không một ai lại hỏi tại sao còn làm như thế. Có một chỗ đứng và không ai bổ sung, muốn ước gia đình không một tiếng cãi vã, thì cái giá mà em phải trả nó cũng đơn giản mà, việc đầu tiên là em nằm xuống và sao tôi đã không thể quay trở về thế giới thực tại, dù thấy bản ngã trước mặt nhưng bất lực không thể vực lại, và xin một lần sửa sai vì gia đình và chưa cạn lòng, và nếu cho con được chọn dù là có phải đánh đổ được cả mạng sống vì tính bất cần cầu thả và làm cho gia đình ta ẩu đả, những cuộc điện thoại vô tâm ba a, và đêm nay con sẽ lại xa nhà, con đã từng ghét bọn họ rất nhiều trong những đêm dài thất tiểu, sau đến giờ con mới hiểu gia đình đổ vỡ lại chính do con. Múa quay ngồi trên bãi cỏ hoa, muốn tự mình khám phá những con đường ta từng bỏ qua. Múa mới quay cùng trên bãi cỏ hòa, muốn tự mình khám phá những con đường ta từng bỏ qua, muốn đứng trên sân khấu để 59 trở thành quán quân, muốn tự đi chặn đường của mình mà không một ai được ngáng chân. Xin được cảm ơn dancer Kim Cúc đã hỗ trợ cho tiết mục này của Pháo. Và chúng ta được nhìn lại cô gái 17 tuổi trên sân khấu chung kết của King of Rap. Và xin được mời Stary quay trở lại cùng với chúng tôi ạ. Đây thực sự là những âm thanh của Not Sound mà chúng tôi đã chờ đợi từ bao lâu nay. Và không nghĩ là Pháo ngày hôm nay lại mang đến đây một ca khúc mà em đã từng trình diễn. Thực ra thì lần này khi mà em quay trở lại với cả giới Hero, đa phần là em sẽ đều mang lại những cái ca khúc cũ của em và em làm mới lại nó. Để một phần là em cảm thấy là trước đấy em chưa có thật sự là em đủ nghiêm túc với những cái bài hát mà em viết. Nên là lần này em muốn thể hiện những ca khúc đấy bằng chính em khi mà em nghiêm túc nhất. Cái cảm giác được gặp lại chính mình trong cái bài nhạc của mình và mình diễn tả lại tất cả mọi điều đó, từng câu nhạc một, từng giây một của bài hát, nó là trải nghiệm như thế nào với em để có những giọt nước mắt vừa rồi chị vừa nhìn thấy? Thực ra là bọn em rất là thoải mái. Em với cả anh Nghiệp đứng ở ngoài cánh gà và có nói với nhau là thoải mái nhá, thắng hay thua không có vấn đề gì, không quan trọng hết, không sao cả. Và trong cái quá trình mà bọn em làm lại ca khúc thì bọn em cũng rất là thoải mái và em cũng không nghĩ rằng là khi mà ánh đèn vừa mới hiện lên, khi mà bài nhạc vừa mới được bật lên thì tự nhiên là trong lòng mình xuất hiện một cái cảm xúc mà mình trước đấy mình chưa bao giờ mình có cả, mà tự nhiên trong cái thời điểm này thì lại có. Và cảm xúc này cũng chưa từng đến với em ở 2 năm trước với King of Rap. Thực ra là cũng có, nhưng em nghĩ là nó chưa thể đủ sâu sắc với em như là bây giờ. Câu nào mà em nghĩ là nó chạm nhất với em, những câu từ mà em viết ra trong bản rap vừa rồi? Em có một câu đấy là tôi vẫn muốn được hát, muốn mày quay một trên bãi cỏ hoa, muốn tự mình khám phá những con đường ta bỏ qua, muốn lên trên sân khấu 57, 59 trở thành quán quân. Thì về sau
cái nội dung của bài hát này là em không còn muốn trở thành quán quân nữa. Vì nếu như làm quán quân để em mất đi cái sự hồn nhiên của em năm 16, 17 tuổi thì em sẽ không cần cái điều đấy nữa. Và đấy là duy nhất một điều mà sẽ muốn thay đổi trong phần lyric của mình. Còn 17 thì sẽ giữ nguyên mặc dù bây giờ mình đã 19. Vì phải có em năm em 17 tuổi, phải có pháo háo thắng, phải có pháo ganh đua thì mới có pháo sâu sắc cũng như là tình cảm như là bây giờ. Đây là một pháo mà chị rất là mong chờ. Không cần quá cầu kỳ đâu. Em dùng âm nhạc, dùng ca từ của em, nó chạm tới trái tim chị. Chị đã khóc cùng em lúc đấy. Bởi vì sao? Bởi vì chị thấy được là một cái sự đau đớn với nghệ thuật. Có thể là trong thời điểm này chính bản thân em đang gặp một điều gì đó, cho nên là khi trên sân khấu nó là cái sự cộng hưởng giữa cái mà điều em đang gặp trong cuộc sống với lại cái ca khúc em đang hát, thì nó cũng đang rất là chung với lại cái cảm xúc của chị hiện nay. Chúng ta ở ngoài kia có rất là nhiều bộn bề cuộc sống mà khi lên trên sân khấu chúng ta vẫn phải control để chúng ta làm tốt cái tiết mục của mình. Chị thấu hiểu được tất cả những cái gì em đã viết, và với chị thế là đủ. Một tiết mục rất là hay, và âm nhạc nó chỉ cần là chạm tới trái tim và làm cho người ta khóc cùng mình, thế là đủ. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn chị Lưu Tiên Hương. Đầu tiên thì chắc là phải cho Khoa gửi lời xin lỗi pháo trước. Tại vì trước khi lắng nghe tiết mục này á, biết rằng chuẩn bị đến tiết mục của pháo, thì Khoa đã nghĩ trong đầu rằng à, chắc lại là một tiết mục fast flow rap và mình sẽ không nghe được gì. Nhưng mà ngày hôm nay là Khoa thừa nhận là Khoa đã sai khi mà nghe được cái tiết mục này của pháo. Và đối với những cái bài hát mà nó mang cái tính tự sự nhiều như thế này thì Khoa nghĩ là chúng ta không nên bàn về kỹ thuật hay là những cái gì nó đau to bố lớn, mà chúng ta nên để tâm tới cái tính cảm xúc mà bài hát này nó mang lại thực sự. Ngày hôm nay may mắn là Khoa có đeo kính để che đi những giọng nước mắt của mình. Tại vì Khoa nhìn thấy được ở pháo giống như bản thân Khoa cách đây 10 năm trước vậy á, loay hoay trên cái hành trình của mình, chinh phục những cái ước mơ của mình. Nhưng mà pháo anh muốn nhắn nhủ với em như thế này, có nghĩa là con người chúng ta sẽ thay đổi mỗi ngày. Có thể ngày hôm nay em sẽ suy nghĩ như thế này, nhưng mà chỉ cần qua ngày mai thôi là mọi thứ đã có thể khác đi nhiều rồi. Vì vậy nên 2 năm thực sự là một cái hành trình đủ để cho em nhìn nhận lại bản thân mình. Nhưng em không cần quán quân, anh nghĩ cái điều đó rất là hay. Đối với một người nghệ sĩ thì chiến thắng trong lòng khán giả mới là chiến thắng quan trọng nhất, chứ không phải là chiến thắng trong bất kỳ một chương trình nào. Và pháo nhân dịp này thì anh cũng muốn gửi lời là anh rất muốn làm nhạc với em. Hy vọng là em có thể nhận lời anh để chúng ta cùng làm cho một cái dự án âm nhạc sắp tới và chắc chắn sẽ ra mắt trong 2023, được không? Được ạ. Với cả em có nói là em không muốn em trở thành quán quân, nhưng mà nếu như các khán giả ở đây muốn em trở thành quán quân thì em xin nhận ạ. Rất là yêu câu của Khoa. Điều quan trọng không phải là thứ hạng mà là chiến thắng trong lòng khán giả đối với một người nghệ sĩ. Còn bản thân đối với một con người, tôi nghĩ điều quan trọng hơn cả đấy là vượt qua được cái bóng của chính mình. Và với pháo thì ngày hôm nay em đã nhận được hết về những cái cảm xúc từ phía hai vị giám khảo. Ở một cái khía cạnh nào đó có lẽ là em cũng đã đi qua cái bóng của chính mình. Tuy nhiên thì vẫn còn những lời nhận xét nữa đến từ Virus. Cũng đồng ý với chị Hương hay là anh Khoa, thì thực sự là đây là một bài hát mà rất là chạm. Bản thân Virus cũng nhìn thấy mình một vài cái hình ảnh nào đó trong đó. Đấy là điều Virus rất là thích. Phải chia sẻ mọi người một chút, đó là Virus thì lại không có nhiều thông tin về pháo, mới chỉ nghe sản phẩm với bạn thôi. Hôm nay thì bị hơi sốc một chút, tức là nghĩ bạn ấy rất là cá tính. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà nghe bạn chia sẻ và nghe sản phẩm này thì mới thấy bạn ấy là một người đa cảm, mềm lòng, kiểu rất là đáng yêu, kiểu cần được bao bọc ấy, kiểu mình đàn ông, kiểu mình đứng rất là thích những con gái như vậy. Đâm ra là mình rất là sốc. Hóa ra pháo thực sự là người như vậy. Đây là điểm mình rất là thích. Quay trở lại về phần thi, về phần lyric, về phần rap, về phần producer, tớ không góp ý gì cả. Vì thực ra cái mà tớ cảm nhận đây là cái cảm nhận về sản phẩm chung thì thực sự đã chạm tới rồi. Chỉ có duy nhất một chút xíu là như thế này. Chia sẻ của Virus nó lại hơi ngoài lề một chút. Thực chất là chúng ta đang trong một cuộc thi, thì thực sự là chúng ta có chủ đề là tương lai. Thì chỉ mong là nếu như pháo muốn truyền tải cái cảm xúc của mình, pháo và bạn producer chú ý thêm về phần sân khấu thì Virus có lẽ nó sẽ trọn vẹn hơn. Tại vì thực sự mình muốn xem cả phần đầu tư về mặt ý tưởng nữa. Chứ nếu chỉ vì sản phẩm không
thì có lẽ mình chỉ nên nghe bản audio thôi là mình đã cảm nhận tuyệt vời hơn nữa rồi. Thì khi mà mình ở trong cuộc thi thì nếu như Pháo và mọi người chú ý thêm một chút thì có lẽ nó đã hoàn hảo hơn, nó sẽ 10 điểm hơn. Thì đây chỉ là góp ý của Virus. Cảm xúc đã ok, sản phẩm đã ok, nhưng thực sự là nếu có tính chiến lược hơn về mặt sân khấu, về mặt concept thì mọi thứ nó sẽ tuyệt vời hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn Virus. Cảm ơn Pháo vì đã mang đến những cảm xúc thật nhất của mình với The Heroes. Em luôn là như thế, một cô bé rất là thẳng thắn, nói lên cái suy nghĩ của mình ở vòng nào cũng thế. Những cái khía cạnh khác nhau trong con người em giống như là lột một củ hành tây á, mình thấy cay mắt nhưng mà thật sự thì bên trong lại rất là ngọt ngào. Cảm ơn em rất là nhiều vì đã đến với The Heroes. Và hãy sung sức lên bởi vì là chúng ta còn cả một trận chiến rất là dài, những vòng thi sau nữa nhá. Xin được chúc mừng North Sound. Pháo khóc ở đây hoàn toàn không phải lo lắng, mà bởi vì thật sự giọng của chị Lâm Bảo Ngọc lúc ấy cất lên khiến cho Pháo cảm thấy là rưng rưng nước mắt, cũng không biết là lý do vì sao mà không thể hoàn thiện được cái phần thi đến một cách tốt nhất có thể. Nhưng mà cũng không sao cả vì thấy có vẻ như tất cả mọi người đều rất là yêu mến ca khúc. Và nếu như các bạn yêu thích thì hãy ủng hộ mình cũng như là Stary trong hiện tại và tương lai nhé. Thank you tất cả mọi người rất nhiều. Một tiết mục thật sự rất là cảm xúc và hy vọng là tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay và cả quý vị khán giả xem truyền hình cũng đã thấy được những cái màu cảm xúc rất là riêng tư đó, nhưng cũng là những câu chuyện chung của tất cả chúng ta. Rồi là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn cho tiết mục này ạ. 30 giây bắt đầu. Còn bây giờ, xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng quay trở lại với The Heroes, thần tượng đối thần tượng. Quý vị đừng quên là chúng ta vẫn còn một tiết mục nữa trong đêm thi buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chào đón quay trở lại sân khấu team mạnh nhất của bảng này. Người đã đưa ra thách đấu cho các đội còn lại đó chính là Gil Lê và Minh Đinh với Shadow Wolf. Trên cao tòa nhà, đôi mắt nhìn xuống. Đây là thật à? Không phải tình huống. Liệu đây có phải là điều ta vẫn thèm muốn? Không khí ta không dám thở, nước ta không dám uống. Họ muốn bán sản phẩm, họ bán hết lương tâm. Họ chán ngay cả cẩm nên chẳng chẳng quan tâm sức khỏe ngày một sa sút. Như thiêu thân lao vào nhau rồi sức mẹ chưa đầy 3 phút nứt nẻ sau những màn salute. Chứng kiến thế giới ngày nay ta vẫn không khỏi bàng hoàng. Để đưa cái thứ họ muốn người ta chấp nhận đánh đổi hoàn toàn. Cause one for the money, two for the fame, three for the power if you're playing this game. Vài người vẫn ngây dại đạp đi để rồi ngồi say lạc. Tạo ra được AI rồi bản thân mình bị gây hại. Ngày ngày ngồi chờ smartphone được update. Không chịu chấp nhận cuộc vui này sắp kết. We need more humanity, not the evolution away from the factories. Đứng dậy đương đầu với dòng gió, chỉ cần chung tay bất cứ điều gì cũng không khó. Điều tuyệt vời nhất trên mặt đất, cho dù có mất đi vật chất, chỉ cần có tất cả mọi người sẽ đồng lòng cùng hướng tới một tiền lo. One for the money, two for the fame, three for the power if you're playing this game. One for the money, two for the fame, three for the power if you're playing this game. One for the money, two for the fame, three for the power if you're playing this game. One for the money, two for the fame, three for the power if you're playing this game. Together.
just wanna close my eyes. I don't wanna see no more fight. I always wanna re-question everything. God can see it through and it never blinks. I just wanna close my eyes. I don't wanna see no more fight. I always wanna re-question everything. God can see it. Cùng chào đón sự quay trở lại sân khấu của những con sói đêm Shadow Wolf, Gil Lê, Minh Ninh, Chi Bèo. Gil Lê, nói một chút về ý tưởng của tiết mục này. Bài hát này trước hết tên là Mad World, nhưng mà cái từ Mad á, nó được viết tắt là M.A.D. Thì chúng ta đều mong muốn ở tương lai thế giới chúng ta sẽ như thế nào. Chúng ta luôn kêu gọi bảo vệ trái đất của mình. Thì cái từ Mad World và tất cả những lời trong bài hát thì giống như là nếu mà chúng ta chỉ kêu gọi mà không đồng lòng và cùng thực hiện những cái lời kêu gọi đấy á, biết đâu được trong tương lai Mad World nó sẽ là Mystery hoặc là nó là Machine and Dangerous. Nhưng nếu chúng ta đồng lòng với nhau, cùng nắm tay nhau thì nó có thể là Music and Dance, nó có thể là Miracle. Nó là những cái từ viết tắt mà hiện thực hóa cái từ viết tắt đó thì phải từ con người và từ mỗi cá nhân đoàn kết lại với nhau. Và khi muốn bài hát này nó có một cái màu sắc rất là mới, đó chính là cypherpunk. Về beat nhạc thì Bảo cũng đúng ngay gu của Bảo. Và Bảo rất là thích làm thể nhạc này. Và Bảo nói thật sự là cũng rất là khó để có thể truyền tải được thông điệp hay là viết đúng theo những ý tưởng mà mình mong muốn. Nhưng mà công sức ba anh em bỏ ra rất là nhiều ngày, thậm chí là nhiều đêm, cuối cùng có một bài hát mới này chính là Mad World. Minh Ninh có muốn nói một chút về sáng tác mới nhất của mình hay không? Khi mà Gil muốn mang đến sân khấu The Hero một tác phẩm chủ đề tương lai, và nhất là phải cyberpunk cơ, phải cyberpunk mới chịu, phải là những thứ nó máy móc một chút, hơi điên loạn một chút, và có thể là mọi người rất là khó tưởng tượng khi mà gán nó vào hình ảnh của Gil Lê. Nên là đây là một đề bài thực sự là cũng khó để mà Minh Đinh đặt bút viết, nên là cũng mất vài ngày để viết. Mình nghĩ đây là một nỗ lực của Gil Lê khi mà Gil Lê đích thân đứng ra để đọc rap. Mọi người cho Gil chào vào tay được không ạ? Với một bài nhạc mà đi rất là sát vào chủ đề như thế này thì Linh rất là muốn hỏi Virus đầu tiên. Thực ra mà nói tất cả những thứ liên quan đến sản phẩm, đặc biệt là phần liên quan đến âm thanh, thì Virus hoàn toàn là thấy ổn. Chỉ duy nhất một xíu nữa thôi, đó là khi mọi người nói về cyberpunk thì bố cục mọi người làm vai dạ ok. Nhưng cái phần sound chọn thì nó chưa hoàn hảo lắm về phần sound. Nếu mọi người nghiên cứu sâu về cyberpunk thì nó rất nhiều các sound layer effect cụ thể hơn. Bài vừa rồi thì bố cục ra cyberpunk, nhưng phần sao chọn lẻ thì nó chưa ra. Thì đây Virus mong rằng mọi người chú ý thêm thì sản phẩm nó sẽ hoàn hảo hơn. Virus rất là thích cái phần liên quan đến cái đạo cụ trang phục và cái vũ đạo. Đây là điều Virus cực kỳ thích. Có một phần là Gil sẽ phải trèo lên ở trên một mọi người thì phần đó thực sự là khó. Virus đang xem mà rất là hồi hộp phải xử lý như thế nào. Thì phải nói là Gil đã xử lý mọi thứ hoàn toàn là tốt rồi. Thêm một phần nữa đó là phần liên quan tới chủ đề. Thực sự là mọi người đúng là tim mạnh. Thứ nhất rất sát chủ đề, rất đầu tư, concept rất rõ ràng và thực sự là cực kỳ đầu tư, bởi vì thực sự là cái chủ đề này khó viết. Bạn viết trong mấy ngày là Virus nể, rất là nể đấy. Trong mấy ngày là rất kinh khủng rồi đấy. Virus chắc không viết nổi trong mấy ngày. Nhưng thực sự là đây là một chủ đề cực kỳ khó và nó phải nói lên cái quan điểm chính thức rõ ràng. Đặc biệt là phần ý tưởng của Gil rất là hay. Về cái phần liên quan đến từ MAD ấy, thì MAD ấy, thực tế khi người ta nói chữ MAD nó đang nghĩ được cái gì đó nó tồi tàn, nó đã dark, nó đã tối rồi. Nhưng khi phân tích ra thì đôi khi nó có thể là Music and Dance, nó có thể là cái gì đó khác. Thì đây là một trong ý tưởng tuyệt vời. Ngày hôm nay Virus mới được khai sáng là chữ MAD nó có thể ra nhiều thứ như vậy. Và cuối cùng thì mọi thứ hoàn toàn là hoàn chỉnh và rất tuyệt vời nếu nó là một phần live perform. Ngoại trừ một phần mà Virus thấy được, có lẽ Gil phải chú ý một chút về phần thể hiện live perform. Bởi vì biết là đây là một mảng rất là mới của Gil trong chuyện xử lý phần rap. Nhưng đây là cuộc chơi, chúng ta sẽ không thể nào dựa vào phần quá khứ chúng ta đã làm gì. Mà chúng ta đã ở trong vị thế là rapper thì phải rap thật là tốt. Gil mọi thứ đã rất ok rồi, nhưng thực sự Virus mong chờ mọi thứ nó vượt quá chứ ok đấy. Thì Virus nghĩ là Gil có thể làm được nếu có thời gian, thì hy vọng là Gil sẽ bổ sung thêm về phần chất lượng live perform nữa là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn Virus rất là nhiều. Không biết là khi lúc nãy nghe cái lời nhận xét của Virus về cái phần beat nhạc của mình thì Chi Bảo có muốn chia sẻ gì không em? Thực
xin cảm ơn anh Virus vì đã có những lời nhận xét rất là công tâm ạ. Em ghi nhận những cái lời nhận xét đó. Đối với em thì Cyberpunk vẫn là một cái thể loại rất là mới mẻ. Em nghe cái chủ đề tương lai thì em chỉ muốn thử ngay và luôn thôi, nên là em cũng đã chuẩn bị sẵn những cái tinh thần là ok, mình sẽ còn phải gần hoàn thiện rất là nhiều ạ. Anh Virus nói là nó đã ra màu được rồi là em cũng đã cảm thấy rất là vui rồi. Giờ mình còn phải làm nhiều hơn nữa để có thể là sát hết mức có thể với cái màu Cyberpunk đó. Tuyệt vời, cảm ơn. Chị thì ấn tượng với cái khoảnh khắc mà Gil leo lên trên lưng của dancer mà hát lại chọn nốt cao mà hát thì cái thời điểm đấy thì quá là mạo hiểm. Nhưng mà mạo hiểm nó mới hay, bởi vì rõ ràng là Gil control rất là tốt. Gil ấy thì qua từng vòng ấy, bạn ấy như là tắc kè hoa, bạn biến hóa khôn lường. Đối với Thương ấy thì một người nghệ sĩ đa năng nó sẽ khiến cho khán giả thấy thú vị. Nhất là trong một cuộc thi thế này mà các bạn phải đầu tư về chất xám, phải biến đổi mình nhưng vẫn giữ được cái tôi của mình. Cái tôi của các bạn chính là gì? Chọn bài rất kỹ, chọn bài rất hay, cái chiến lược của team rất là rõ ràng. Và chính vì cái bài hay cho nên là producer có đất để thể hiện. Và chính vì tất cả dung hòa tốt cho nên là dancer mới có đất để dựng. Và cái sự tổng hợp của các bạn nó khiến cho những người làm nghề chuyên nghiệp như chúng tôi rất là trân trọng. Chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn chị Lưu Tiên Hương ạ. Xin mời Châu Đăng Khoa. Đối với Khoa thì đây chính là tiết mục sát với chủ đề của tập hôm nay nhất. Và thực sự luôn là từ đầu tới bây giờ thì đây là tiết mục mà Khoa cảm thấy là nó đã nhất và nó làm cho mình thỏa mãn nhất. Đầu tiên nói tới Minh Đinh đi, Khoa còn nhớ là từ Big Song Big Deal thì có lần Khoa đã nhận xét là Minh Đinh là một trong những người viết lyric hay nhất trong chương trình, đúng không? Dạ, đúng rồi. Và ngày hôm nay thì Minh Đinh chưa bao giờ làm Khoa thất vọng và ngày hôm nay cũng như vậy luôn. Gil phải thực sự cảm ơn Minh Đinh rất nhiều, tại vì có Minh Đinh trong tay thì Gil yên tâm luôn, uy tín luôn. Uy tín về âm nhạc, về ca từ. Đúng rồi. Còn về cái bản phố này thì Khoa hiểu ý của Virus. Thực sự mà nói là mọi người đang làm nó đi rất đúng hướng, tuy nhiên còn thiếu những cái chi tiết nhỏ mà khiến cho mọi người phải wow lên. Đó là những cái sao mà nó mới lạ, nó làm cho mình gọi là stand out. Nên Khoa nghĩ là cái này là chúng ta cần thêm thời gian để nghiên cứu. Nhưng mà thực sự với cái mức độ như thế này là mọi thứ nó đã, Khoa cảm thấy là rất tuyệt vời rồi. Và đối với Khoa thì cái bài hát này nó không chỉ tên là Mad World đâu, mà Khoa nghĩ là MAD ở đây viết tắt cho cái chữ là mình anh diệt cả thế giới. Ôi trời ơi. Ok không ạ? Trời ơi, hay nhỉ. Em ơi, mình chơi chữ tiếng Việt luôn. Nhưng mà em không muốn diệt lắm đâu ạ. Em muốn như nào nhỉ? Em muốn cùng nhau đi lên à? Dạ. Cái này sẽ là một cái chủ đề cho tất cả mọi người nghĩ ra thêm được những cái tựa đề thật hay từ những cái từ viết tắt này từ khán giả. Và anh nghĩ cũng có một cái yếu tố rất là hay nữa, cái tư duy của những người trẻ bây giờ, đấy là khi mà chúng ta mô tả một cái bức tranh đầy màu xám xịt thì không có nghĩa là chúng ta không có cái sự nhân văn ở trong đấy, mà thậm chí là không gian u tối thì lại là nơi cần phải có lòng tốt, sự bao dung và một cái lý trí, một cái ý chí thật là mạnh mẽ để vượt qua tất cả những cái khoảnh khắc đen tối đó. Yeah, một lần nữa chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho Shadow Work. Giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần cho điểm. Đây là tiết mục cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Và đây cũng sẽ là phần cho điểm cuối cùng của giám khảo cũng như là khán giả đang có mặt trong trường quay. 3, 2, 1, xin mời. Rất là khó của đội Shadow Wolf ngay từ đầu tới giờ, cho nên nó tốn rất rất là nhiều thời gian và chất xám của Shadow Wolf. Đây là một bài hát có tổng số lượng track nhiều nhất từ trước tới giờ chưa bao làm? Dạ, thật sự là nhiều nhất từ trước tới giờ em từng làm nhạc trong vòng 5 năm qua. Tính luôn vocal của Gil là nó lên tới số là 120. Và em ngồi em mix trong vòng 2 đêm gần như là em muốn thay bộ lỗ tai mới luôn, tại vì quá nhiều track để em có thể xử lý và thời gian thì lại rất là gấp rút rồi, nên là em cũng đã try my best.
Như vậy là chúng ta đã đi qua cả 4 tiết mục trong buổi tối ngày hôm nay. Mỗi tiết mục lại mang đến một cái phong cách rất là đa dạng. Và chúng ta đều thấy cái sự cống hiến hết mình trên sân khấu của những người nghệ sĩ. Thấy những cái ngày tháng tập luyện đổ mồ hôi trên sàn tập để có được những giây phút tỏa sáng trên sân khấu của The Heroes. Giờ thì Phí Linh sẽ mời lại sân khấu cả 4 team tham gia trong buổi tối ngày hôm nay để quý vị cùng dành những tràng vỗ tay để động viên cho họ, đúng không ạ? Chào đón sự quay trở lại của tất cả các đội thi trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Homie Boy với Khoa và Nghị Martin, The Lab với Annie và Mickey, North Sound với Pháo và Steri, và cuối cùng là Shadow Wolf với Minh Đinh và Gilly. Trước khi đến phần công bố kết quả thì Phí Linh cũng rất là muốn hỏi Virus về trải nghiệm lần đầu tiên ngồi trên ghế nóng The Heroes như thế nào. Thật là vui, hạnh phúc và đặc biệt đó là căng đấy. Tại vì là mỗi một tiết mục là có một cái vibe khác nhau, một cái điểm mạnh khác nhau. Đâm ra là việc đưa ra điểm số hay là đưa ra một lần xét phải nói là cực kỳ là phải nghiêm túc, phải cực kỳ tập trung. Nhưng dù thế nào thì thực sự là cả 4 phần thi tối nay đều làm Virus không thất vọng, rất rất tuyệt vời. Một lần nữa xin được chúc mừng cả 4 đội trong buổi tối ngày hôm nay. Trên đây Phí Linh ngay lúc này đã là phong bì kết quả của buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta có 2 đội cùng xếp thứ nhì. Chúng ta có kết quả bằng nhau là 9,08571 điểm dành cho 2 đội xếp thứ nhì. Đội ở cuối bảng nhận được 5,6 điểm từ phía giám khảo. Một số điểm cũng rất cao trong chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên lại chỉ nhận được phần bình chọn là 3,428 điểm từ phía khán giả. Đội xếp vị trí cao nhất nhận được sự đồng thuận của cả giám khảo và khán giả. 5,65 điểm là số điểm được cho từ giám khảo và 4 điểm là số điểm được cho từ quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay. Đội này giành tới 9,65 điểm, số điểm cao chưa từng có của The Heroes từ trước đến nay. Và thưa quý vị, hai đội xếp hạng nhì trong chương trình ngày hôm nay đó chính là Homie Boys và North Sound. Đội xếp hạng 4 là The Last và đội xếp hạng nhất một lần nữa xin được chúc mừng Shadow Wolves. Đừng buồn bởi vì là bạn xếp thứ hai với số điểm đánh giá từ giám khảo. Chỉ là chúng ta hơi thiếu may mắn một chút từ số điểm bình chọn của khán giả mà thôi. Pháo và Steri cũng tương tự, chúng ta cũng được đánh giá khá cao từ giám khảo. Nhưng số điểm bình chọn của khán giả thì lại chưa kịp. Và với Homie Boys, mong là các bạn sẽ tiếp tục giữ phong độ của mình để phát huy. Tôi đang rất là chờ đợi một chiến thắng của Homie Boys ở vòng sau. Và một lần nữa xin được chúc mừng Shadow Wolf, chúc mừng Nhắn Con Sói. Các bạn rất tài năng. Xin được cảm ơn quý vị giám khảo, xin được cảm ơn quý vị khán giả trong trường quay. Cảm ơn khán giả đang theo dõi chương trình. Hãy liên tục ủng hộ cho những người nghệ sĩ của The Heroes vào 8 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Smart TV Casper, trang cảm xúc vượt giới hạn, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đón xem chương trình Thần Tượng Đối Thần Tượng phiên bản Idol Cam phát sóng lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên VTV3 và phát lại lúc 20:30 trên kênh YouTube Diva Network, bắt đầu từ ngày 19 tháng 11 năm 2022.